Bảo cái này là cái gì đấy anh? Làm gì? À. Bảo gỗ của máy này. Làm này nhàn thật. Hồi xưa bào bằng tay sắp chết rồi nhở, mỏi giã tay ra. Và nó có máy bào gỗ này, máy móc dễ. Làm gì? Vô bọn nhà cửa cho bà con. Ôi, bọn không rồi. Thank you.
giờ phải ăn chậm một cái nó vào gỗ mình nấy nên là thật chưa một cái gỗ này lắm rất là không không còn có chưa đầy 8 cái đồng hồ. Bôi này là bôi dầu hay bôi gì vào đấy? À mỡ à? À nến để cho nó trơn đúng không? Trời ơi, nó trơn luôn. Ra thành phẩm. Vừa cắt vừa bào luôn à?